Xin chào tất cả các bạn, phóng viên Việt Báo.de đang có mặt tại câu lạc bộ đoàn kết BI Berlin. Hôm nay ngày quốc tế mùng 8 tháng 3, chị em phụ nữ đã đến đây để giao lưu, gặp gỡ và chúc nhau những lời tốt đẹp nhất. Có rất nhiều các bạn bè Đức và quốc tế đến chung vui với chị em công hội đoàn kết bên Berlin. Hello Monica. Cháu nhà ơi. Không cần, nhiều dư là kết thúc bài này.